mình chia cái ranh giới ở chỗ này thì đến đây cái góc nó sẽ hạ xuống một tí, thì góc nữ nó sẽ có cái độ tròn đây. Giờ góc nam thì mình layer luôn, góc nữ thì tới đây là hạ cái góc. Cái này em sẽ cắt đứng và kiểm tra ngang cho nó đúng rồi. Đầu tiên mình sẽ cắt cái độ dài. Mình mở cái nhạc khác đi, sợ sợ cái nhạc này nó sẽ tắm. Nếu mà phải tuân thủ sao cái mình từ các vị trí này mình ngồi đây, các vị trí mình ngồi đây, các vị trí mình ngồi đây để cho nó cái độ chính xác cao. Nhìn thấy cái góc ở đây này. Cái điểm góc này giữ lại. Chỗ cho mọi người nữa. Phải là cái góc ở đây nằm đây à. Đây là bắt đầu mình sẽ tiếp tục. Hai về một, ba về hai, bốn về ba, tức là nó sẽ cái này nó là cách tròn. Khi mình cắt trước cái này thì nó giữ cái độ dài, cái này nó sắp nét. Mở cái nhạc này, nhạc Việt á, chứ không cần phải tắt nữa. Tại vì Facebook của mình mở nhạc đấy nó không cho khác. Đừng để mắt cái đường này. Mình phải di chuyển từ từ theo cái tóc này. Kiểm tra. Nó là một cái hình tròn. Cắt dọc để kiểm tra khi mình cắt đúng là cái độ sắc nét của nó, mình đưa cái đường ngang thấy nó muốn sắc luôn ha.
Bây giờ bên này mình cắt một. Chỗ này mình nương nương mới giữ góc lại. Được rồi, cái đó có thể là từ từ chỉnh sao không chắc nó mất góc luôn. Đó, mình cắt ngang kiểm tra dọc hoặc là cắt dọc chỉ căn. Cái này thì mình muốn trống tay nên mình sẽ cắt từ đây. Em muốn trống tay giống như cái cũ đúng không? Trống tay thì mình chia đó hay đây để mà mình đi cái đường này cho nó. Còn mà nếu mà che lỗ tay thì mình chia dịch từ đây. Dịch ở đây thì nó sẽ phủ cái tay đẹp hơn. Cái này thì cấm tay.
cái lớp đầu tiên nó sẽ, lớp đầu tiên nó sẽ ngắn hơn, lớp này mình có thể cắt nó dài một tí thôi, cắt mất liên kết một tí. Muốn cái phần bát nó còn hơi dài tí. Thường mà nó đội là nó chỉ bị đội cái lớp trong cùng, nhưng mà cái lớp trong cùng mình cắt ngắn rồi, cái phần này nó sẽ rất là mềm đó. Cái chỗ đó nó gọi là không liên kết. Ở đây thì cái hiện đường đường tròn đúng không? Ở đây thì là tam giác. Mình bật kỹ thuật này. Nó nhẹ lớn lên một tí xíu. Tất cả mình đưa về cái đường này mình cắt trước, nó sẽ còn dài ở đây, còn xử lý sau. Nó xử lý ở đây. Hồi nãy là mình cắt tam giác thôi, bây giờ đây mình cắt tròn mình trở lại, thì nó sẽ còn lại ở đây.
Đây lát rồi mình sẽ liên kết đây sao. Tóc nữ thì lúc nào sẽ có cái độ tròn à, thì chỗ này buộc nó phải là ra đuôi xanh. Ở đây là hơi le thấy nhưng đây là, còn như vậy tóc nam thì nó đi thẳng đấy. Cái chỗ này mới để ý là khi mà cắt và phủ tay á, thì là mình chia cái đường này, khi mà cắt lòi tay thì mình chia nó chính giữa này để mình khoét cái chỗ này. Chỗ này để cái tay từ từ đó. Sát thì được. Tạo cái độ nét này. Cái tóc tém nữ nó rất là khó chịu chỗ này, nếu mà chỗ này cắt không đúng thì nó bị cứng nhắc. Chỗ này ở đây có thể kéo dài ra.
nó đi tròn lại cái này, nó liên kết với hình tròn phía sau. Cái gì sẽ có rất là nhỏ nữa thôi, là nó mình cắt xử lý cái mình cắt bằng ở dưới thì nó hơi sẽ dài hơn cái Okay. Ở những cái khu vực trên dưới cho nó có thể tiếp nét một tí. Nó có cái góc này là biết liền, cái gạch tròn chỗ này có góc này bỏ ra. Góc này nó là súng 45 độ thì nó tính radius. Nếu mình kiểm tra ngang đứng cũng được, rồi kiểm tra xéo cũng được. Chỗ này kiểm tra đứng. Cái này là ở trong ngón tay mà cắt một đường xéo. Kiểm tra nét này. Nếu mình cắt đúng là không quen rồi kiểm tra như cái việc mà mình sửa nó không có gì nét không chặt độ chính xác không. Đây, cái độ thả trên xuống. Chia ra nửa trước rồi
chỗ này thì không không liên kết thôi, nếu mình liên kết với cái này thì nó hơi ngắn. Dạ. Song song với mặt đất nhắm cái này rớt xuống tầm khoảng ngay cái này là đẹp tròn cái chuẩn ở dưới dài hơn tí cắt đường thẳng với cái chuẩn song song với đường kia. À, nếu mà khách muốn cái máy dài thì cái đây là sẽ là máy dài, nhưng mà cái tóc này lát mình sẽ cắt ngắn đúng không? Rồi vậy, hai bên cũng đưa thẳng cho nó cắt khoảng trước thôi, rồi lát mình mới bo tròn sau. Vị trí mình cắt tóc thì nó nằm ngay chỗ này. Cái này nó phải song song, kéo xuống vậy thì nó sẽ hơi nặng, kéo lên quá thì nó sẽ bị hụt. Thì trước mình cắt vậy để cho nó có cái độ đều cân đối. Chỗ này thì nó phải cúp cái này đã còn cắt sạch. Nó tạo ra cái đường này cũng khá là đẹp ha. Này nó rất quen rồi, mình có cái cảm giác nó sẽ đúng, nhưng mà nếu không thì mình phải đi đo lại đây. Tóc ngắn còn đòi hỏi độ chính xác cao hơn tóc dài, nên tóc dài phải cắt chính xác để có thể cắt được tóc ngắn.
bắt đầu liên kết ra đây. Gian song song mà nó đi tròn. Cái cách mà để cho nó tròn đều á, mình sẽ cắt như thế này. Cắt lại trước thành đường ngang. Sau đó nó quay vào đây bỏ. À, nãy mình cắt đây rồi. Đây là nó vòng góc hay vòng góc? Này tròn. Và bây giờ cái máy là cắt ngắn, máy thì làm sao cắt thì cái máy em muốn nó ngắn đi à, không ngắn đi. Để an toàn mình cắt thẳng. Không bao giờ đi xuống nó hơi tròn, nó tròn lát rồi bỏ góc ở đây này. Giờ mình bỏ góc ở đây. Nãy là một cái đường vuông ở đây. Cái đường vuông ở đây. Các kia sẽ có góc ở đây. Lúc cái lớp bên này dăng sao thì ở đây cũng dăng, dăng 90 rồi. Đây cũng vậy, bây giờ đây các khu
Bây giờ bắt đầu mới layer, nó sẽ là layer tròn. Có điểm này, điểm đầu, điểm cuối. Các chuẩn cái đó bỏ nó. Layer tròn, kiểu tròn,
tại sao